6 mét mấy nữa. Ta cậu đa số là 6 mét mấy là nhiều nha anh em. 7 mét mấy, 8 mét mấy thì nó hơi ít đó. Cái này cũng là tàu cải luôn ha. Tại vì mỗi cặp nó đi chung với nhau. Đây, cái này tàu đực đây. Tàu đực nha anh em. K38 21. Rồi, tàu cái nữa nè. Quá, nó đang ra từ từ, ra từ từ. Nghèo luôn. Đừng đang ra nè. Cái này tàu đực nha anh em, tàu đực. Dữ nha. Chiếc này 6 mét đổ lại nha. Không lớn cho lắm đâu. Cabin 3 tầng nha. 9 1 4 1 6. Chạy cũng hơi nhiều. Quấn ron ami nhăn ở trong rồi sẽ chép bọc đá rồi lắp keo lại. Cái tàu cái kìa. Mua lửa nha anh này. Bề ngang ảnh khoảng 5m2 đổ lại thôi. Lương Thành, ghe Lương Thành. Lương Thành này con nào cũng mấy là khủng khủng luôn á các bạn. Chiếc này cabin 2 tầng à. Tàu cái không xài thằng khôn. Ghe này ghe gì đây? Ghe Hưng Thạnh. Chiếc này chiều dài nó khoảng 20 mét, 22 có 20 đổ lại không?
nó ngắn, mẫu này mẫu cũ các bạn. Đây tàu cái đây. Rồi bên đây nữa nè. Ôi. Quá. Lùi 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 lùi. Em này 7 mét mấy anh em. Chiếc này là tàu đực của Game Minh Sang nè. Tàu cái anh em, chứ là tàu cái tàu được bên đây, tàu được bên đây nè. Đó, tàu được đi chung với nhau. Đang tranh giành vô đường đi. Em nào đi trước. Hơi ghe này với Hưng Thạnh nữa nè. Hưng Thạnh. Hiểu luôn. Ở trong Tà Niên ra nữa, rồi ở cầu số 2 Gạch Sỏi nữa. Ghê dữ lắm. Ghê gà điếm mệt. Đa số giả cào nha anh em. Chiếc ghe này ghe đánh ốc nha, 4 mét mấy nha, đánh ốc loại khủng. Trời ơi, chiếc chẹt chở xe cuốc đi đâu ta. Rồi cái này
tài lợi nha, ghe tài lợi. Bề ngang cũng khoảng 6 mét đổ lại ha. Cabin 3 tầng luôn trời, đẹp ghê chứ.